Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn. Chúng ta tiếp tục đến với một câu chuyện mới nữa của tác giả Tuấn Vũ. Câu chuyện rất hay có tựa đề Tiếng Chó Gọi Ma. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mới sáng sớm, từ đầu ngõ đã vang lên tiếng la tiếng hét, tiếng cười nói ầm ĩ không ngừng, phát ra từ một căn nhà cấp 4 nhỏ. Những cô bán rau, những bà bán hàng xén nhìn nhau tặc lưỡi lắc đầu. Một chị đang đứng mua thịt cầm lòng không đặng thì buột miệng thở dài. Khổ thân bà cụ, già mãn đời rồi mà. Bà hàng thịt đang thay nốt miếng ba chỉ lèo bèo cũng buông tay, cắm con dao xuống mặt thớt rồi phụ họa. Trời không thương, cứ hành tội bà lão đấy cơ. Thế mới biết là thiên hạ ối người khổ hơn mình các ông các bà ạ. Dứt lời, bà hàng thịt tiếp tục thay nốt miếng thịt bò cho khách. Những người xung quanh nghe bà nói thì gần gù đồng tình. Họ đều là dân tiểu thương lâu năm ở vùng này, cho nên việc gì họ cũng nắm rõ trong lòng bàn tay. Bởi vậy cho nên những âm thanh kỳ dị, những tiếng động bất thường kia, họ cũng nghe nhiều cho nên thành ra quen tai. Họ thương thôi chứ chẳng hề giận hay tỏ ra ghét bỏ. Dẫu rằng nhiều khi thanh âm đấy khó nghe lắm. Lòng thương của người nghèo dành cho nhau nhiều khi còn rộng rãi sời lời bằng hàng vạn những kẻ giàu có nứt đố đổ vách. Người ta thường không bực mình, cố gắng lắng nghe những tiếng la hét thất thanh từ sáng sớm, bởi họ hiểu rõ hoàn cảnh gia đình ấy, mà cũng không biết có nên gọi đó là một gia đình nữa không. Vì trong căn nhà cấp 4 đó chỉ vỏn vẹn có hai người. Đó là gia đình của mẹ con bà Lũy. Ấy là một người đàn bà phúc hậu, nhưng chẳng được trời thương. Bà quá chồng từ khi con còn đỏ hòn. Cái làng này có tùng kinh gọi tên Húy. Đàn bà lấy chồng thì gọi theo tên của chồng. Vậy nên đến bây giờ chẳng còn nhớ tên thật của bà là gì. Người ta vẫn gọi bà bằng cái tên của người chồng ván số yểu mệnh, vì con lũ dữ năm xưa. Nhà chỉ có hai mẹ con, bà Lũy cũng kiên trì nuôi dạy thằng bé ngày một lớn hơn, mặc cho thời điểm ấy bà vẫn còn xuân sắc. Cũng không ít những người đàn ông có tiền có của trong làng đến ướm hỏi, thế nhưng bà vẫn một mực từ chối. Sau này nhiều kẻ dối mồm không ưa bà Lũy, bắt đầu có tiếng đồn bà cao số, cho nên chồng bà mới ra người thiên cổ. Nhưng có người không tin, lại vin vào cái cớ bà Lũy làm công chức, tỏ ra tài giỏi hơn đại đa số các anh thanh niên trong làng, cho nên thành ra kén chọn chẳng thèm cưới ai. Xét ra thì cũng có phần đúng, vì bà là công chức nhỏ trong hợp tác xã ngày xưa, cho nên nói chung cũng có tiền có của, chứ không phải là hạng người ngồi không ăn bám. Người ta bảo mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ liếm lá dọc đường. Bà cũng không muốn đứa con của mình phải khổ, cho nên tằng tịn nhẫn nhục làm ăn. Ngoài công việc thường nhật ở hợp tác xã, hồi còn trẻ bà còn thuê một mảnh đất ở ngoài rìa làng, quây lưới lại để chăn đàn vịt hơn 30 con đẻ trứng và lấy thịt. Sau này bà cũng có lưng hưu, và cả khi bà đã xít soát 60, không còn sức để nuôi vịt nữa, bà vẫn chăm chỉ lọ mọ thức dậy từ sớm, ra giếng nước đánh răng rửa mặt, rồi mở cửa quán bán đồ tạp hóa, kiếm hiệu bán cuốn để bán cho những người dân trong làng với lũ trẻ đi học. Cuộc đời chăm chỉ như một con nông thợ khiến cho bà kiếm về một số vốn con đủ để nuôi đứa bé mồ côi khôn lớn trưởng thành. Con của bà là Lâm, cả có một công việc bình thường, nghĩa là một anh công nhân trong xưởng sản xuất giấy. Lương lậu không bao nhiêu, chỉ đủ tiền ăn ngày hai bữa, chứ chưa tích góp được gì để báo đáp công ơn bao năm dưỡng dục của bà mẹ. Mọi chuyện êm xuôi cho đến một ngày nọ, sau khi đã cùng người yêu hẹn hò trên thành phố một đêm, Lâm mới trở về nhà. Thế nhưng hắn không thấy mẹ của mình mở cửa bán hàng như mọi bữa. Gã gọi cửa ầm ầm chẳng thấy ai mở, chỉ có tiếng con chó vàng sủa lên ở bên trong và tiếng móng của nó cào ầm ầm vào cánh cửa gỗ. Con chó vàng bà Lũy nuôi từ khi nó còn nhỏ, giống chó ta.
Tuy nhỏ người nhưng được cái quấn trụ và rất khôn. Hàng xóm láng giềng xung quanh nghe động cũng lũ lượt kéo đến để hỏi han. Mọi người cảm thấy có một sự chẳng lành, cho nên cùng nhau lít xà beng cậy cửa xông vào. Căn nhà lạnh lẽo một cách khác thường, xung quanh tĩnh mịch chỉ có tiếng con vàng đang rên lên. Chăn màn trên giường được gấp gọn gàng y nguyên, đúng như thói quen ngăn nắp của bà. Thế nhưng người thì chẳng thấy đâu nữa. Khi ấy thì hàng xóm láng giềng và cả Lâm đều tá hỏa kéo nhau đi tìm. Họ lần mò khắp nơi, mở tủ quần áo để xem bà có lấy đồ đi đâu hay không. Thế nhưng dĩ nhiên mọi thứ vẫn bình thường như mọi bữa. Thế rồi đang lúc tìm kiếm thì người ta nghe tiếng chó sủa thê lương cất lên. Tò mò họ lần ra vườn chuối theo tiếng sủa, thì thấy một chiếc dép của bà còn nằm chồng chơ trên nền đất. Bên cạnh còn có một vết trượt dài in hẳn, rõ nét trên lớp rêu nhăm nhở. Còn bà Lũy thì sóng xoài trên nền đất, đầu chảy máu linh láng thoi thóp như sắp đứt hơi. Dân làng và Lâm vội vàng đưa mẹ của mình ra trạm xá. Rồi từ đó người ta lại đưa bà Lũy xuống tuyến sau vì vết thương quá nặng. Ai cũng nghĩ là người đàn bà tội nghiệp đó chẳng thể nào sống nổi. Thế nhưng bà vẫn sống, chỉ có điều tâm trí của bà không còn bình thường nữa. Sau vụ tai nạn, bà Lũy thành ra là một người ngẩn ngơ. Bà không bán hàng được nữa, suốt ngày chỉ ngồi lơ đánh trước hiên với con vàng làm bạn. Ai hỏi gì bà cũng chỉ lặng im chẳng trả lời. Khuôn mặt thảm não chảy dài, đôi mắt đục ngầu sau bao năm ngược xuôi vất vả, nay lại trở nên u uẩn như đang dõi về một chốn xa xăm. Đau lòng hơn nữa là từ khi mẹ bệnh, Lâm cũng bỏ bê chẳng ngó ngàng gì tới. Ngày hắn đi làm đến tối mịt trở về, mọi sinh hoạt hàng ngày ăn uống tắm rửa của bà hắn đều mặc kệ, để cho bà cụ tự xoay sở một mình. Có lần có một chị hàng xóm thấy bà Lũy sờ tới mấy luống rau dại trong vườn để ăn qua bữa, chị mới sốt ruột chạy sang kéo tay bà vào trong nhà rồi nói như trách: "Khổ thân quá thôi, sao lại khổ thế này không biết nữa, bà ăn rau dại đấy." Bà Lũy chẳng nói gì, khuôn mặt đờ đẫn như một kẻ mất hồn. Ngày hàng xóm tốt bụng nhìn bà cụ mà thấy xót xa, nước mắt cứ ẩn ngực dâng lên. Ai trong làng cũng biết hoàn cảnh của bà Lũy, nhưng vì chính họ cũng khó khăn nghèo túng cho nên chẳng thể đỡ đần bà. Vì vậy mà cái thân già cứ mãi phải lùi thủi xó nhà, làm bàn với con chó vàng và căn bệnh tâm thần không thuốc chữa, lại có thể phát cơm bất cứ lúc nào. Trẻ hàng xóm nhìn bà một lúc rồi cơn nghẹn ngào nói: "Thôi, cô vào nhà ngồi đi, cô đợi con một chút cụ nha." Dứt lời chị đã chạy vội về nhà, một lúc sau mang sang cho bà Lũy vài ba quả trứng với mấy củ khoai. Mà tay nhăn nheo gân guốc của bà đưa lên, run rẩy xua xua món quà của cô hàng xóm nhưng không dám nhận. Nhưng chị hàng xóm vẫn dúi vào tay của bà. Bà Lũy không nói gì, ú ớ trong cổ họng, nhưng đôi mắt đục ngầu ngân ngấn nước. Những giọt nước mắt từ trong đôi mắt tưởng chừng đắc cạn này bây giờ lại trào lên, lằn theo những nếp nhăn trên gò má, rồi từ từ rơi xuống đất. Trẻ láng giềng đứng bên cạnh cũng không ngăn nổi sự xúc động, thút thít khóc thương cho người đàn bà tội nghiệp. Bà Lũy nhìn gầy gòm, eo lả như là một cây lá úa và buồn như là một tiếng thở dài. Bà ngồi đó nhìn ra ngoài sân bằng đôi mắt dại đi vì quá đói. Sân nhà tối tăm mầm thấp đầy mùi bệnh tật và bừa bộn rác rến, rồi mũi đã chìm một nửa vào cõi chết. Hôm nay mới từ tờ mở sáng, người ta nghe tiếng của bà Lũy kêu gào, phù họa bằng tiếng của con vàng sủa lên thảm thiết, khiến cho cả xóm đều chú ý. Nhưng mà chỉ vậy thôi chứ ai cũng biết bà Lũy đang lên cơn. Người ta đoán thằng con trai để cho bà đói quá, cho nên bà gào rú lên như vậy. Từ sau ngày bà già mắc bệnh, người ta thấy bắt đầu ghét thằng Lâm. Ghét cũng phải, là bởi vì nó là một thằng mất dạy bất hiếu. Mẹ ốm đau chẳng thuốc thang gì, lại còn để bà cụ lùi thủi một mình, ăn không ăn, mặc không mặc. Nhìn bà Lũy bây giờ với bà Lũy ngày xưa khác nhau một trời một vực. Người ta không nhận ra bà, mà chính bà khi gặp cũng chẳng còn nhận ra ai. Nhưng sống khổ đến đâu thì vẫn còn hơn chết. Có lẽ cái tâm lý chung của người ta là như vậy.
Cho nên cuộc đời đầy đau khổ của bà vẫn diễn ra cùng với những tiếng kêu gào mỗi khi bà phát bệnh. Nhưng đã cả tuần nay, người ta không thấy bà Lũy lên cơn như thường lệ. Thế mà lúc mấy bà bán rau ngồi đầu ngõ đang thần thao buôn chuyện, cười nói hớn hở vì được hôm đắt hàng, rôm rả cả một khu, thì đột nhiên im bặt. Một bà thặc lưỡi: tiếng ai gào vậy nhỉ, bà Lũy có phải không? Một người đàn bà đang cầm cây chai nhựa đục thủng lỗ chỗ, phun nốt chỗ nước còn lại với những mớ rau muống cuối cùng, rồi lại dừng tay để nghe ngắm. Được một lát thì bà cau mày nhìn lại rồi nói với người đồng nghiệp: ở nhà bà Lũy thật, thế nhưng mà nghe như giọng của thằng Lâm ấy chứ, giọng của đàn ông mà. Một vài người nữa sau khi nghe tiếng gào thét cũng bắt đầu ngừng tay làm việc, ngẩng đầu trông lên. Tiếng cười nói ban nãy của họ đã bị ngăn lại bởi những âm thanh thảm thiết. Mặc dù chưa ai hiểu có chuyện gì xảy ra, vài người hiếu sự còn buông cả quăng gánh toan chạy vào bên trong. Thế nhưng không phải đợi lâu, sự tò mò của họ nhanh chóng được lý giải. Sau những tiếng chân chạy bình bịch và một khuôn mặt rũ rượi tóc tai, một làn da xám ngoét như đồ chàm đang vội vàng tiến đến. Đó không ai khác chính là Lâm. Bằng một dòng pha lẫn nước mắt, hắn chạy lại phía bà bán hàng gần nhất rồi lắp bắp: bà ơi, bà có thấy mẹ cháu qua đây không ạ? Tiếng nói hòa cả những dòng mếu máo nghẹn ngào, thế nhưng vì quá sốt sắng cho nên mọi người xung quanh cũng đều nghe được. Bà bán hàng dòng ngơ ngác nhìn thằng Lâm rồi lại lắc đầu. Một vài người khác cũng bắt đầu xôn xao góp ý: không, chứ tôi không thấy nó qua đây. Thế mày đi đâu? Sao không khóa cửa lại mà để bà cụ đi ra ngoài? Thằng Lâm bần thần không nói được gì, chỉ ứa nước mắt thẫn thờ ngồi bệt xuống nền đường bẩn thỉu lóng bóng nước. Rồi một lúc sau mới lên tiếng phân trần: cháu đi làm mà, cháu phải làm ca đêm, sáng nay về sớm là vào buồng nằm luôn. Thế nhưng mà đến lúc sực tỉnh nhớ ra, cháu đem cơm sáng cho mẹ. Cháu vào mở cửa buồng thì thấy mẹ cháu không còn ở trong nhà nữa, tìm khắp vườn cũng chả thấy đâu nữa. Những người bán hàng bên cạnh xót xa, rồi ai nấy cũng đều quay lại hỏi nhau những câu hỏi mà tất cả đều biết chỉ là thừa thãi. Thế có ai trông thấy bà cụ không? Tôi với chị ngồi đây cả buổi có thấy bà cụ đâu. Khốn nạn thôi, đã ốm đau thì chớ. Một người thì bàn góp: thế có khi là bà cụ đi từ đêm qua chứ chả biết. Thế tình hình bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Một người đàn ông đang mua thịt hình như có quen biết với nhà Lâm chạy lại: thôi bây giờ thế này, mày cứ về nhà đi, ta bảo mấy thằng nhà tao cùng đi tìm bà cụ. Bà cụ có đi đâu thì cũng chỉ là đi bộ thôi, cái xã này bé bằng cái mắt ma đấy mà, tìm một lúc thế nào chả thấy. Lâm không nói gì, chỉ sụt sịt gật đầu. Mấy chục phút sau, người ta bắt đầu tỏa đi tìm bà Lũy. Nhưng mà người ta tìm kiếm khắp nơi, đến từng nhà quen hỏi nhiều người lạ, len lỏi vào bãi đất chăn vịt của bà Lũy ngày nào, thậm chí còn ra cả mộ của ông Lũy mà bà cụ vẫn bóng chìm tầm cá. Lâm chạy lên công an xã báo tin mẹ mình mất tích, rồi nhờ mấy thằng bé trong xóm đi photo mấy trăm tờ A4 có ảnh của bà cụ dán khắp nơi, để nhược bằng có ai trông thấy bà lão sẽ liên hệ vào số điện thoại của Lâm. Đến xế chiều hôm ấy, đám đông trở lại, mặt ai cũng rũ ra vì mệt mỏi. Khuôn mặt người nào người nấy đều toát lên sự lo âu và tuyệt vọng. Người ta đã đi tìm khắp nơi nhưng mà không thấy ai trông thấy bà cụ. Bà lão tâm thần chẳng hiểu đi đâu mà có thể biến mất như một làn gió. Trong nhà chẳng ai nói gì, chỉ có tiếng con vàng sủa ông ở ngoài sân. Suốt từ sáng đến giờ nó bị xích trong góc sân. Nhà đông người, chó tuy khôn nhưng cũng chỉ là con vật. Lâm không dám để nó lông nhông, sợ lại cắn nai thì tội còn thêm nợ, nên con vàng bị biệt giam như vậy. Dường như con vật cũng hiểu trong nhà có sự chẳng lành, cho nên nó không ngừng tru lên từng hồi dài thảm thiết. Bình thường con chó thường được bà cụ cho ăn, kể cũng lạ, dù có tâm thần ngẩn ngơ, đôi khi chính mình chẳng có miếng bỏ vào mồm mà bà Lũy không lúc nào lại nhãng đi với con vàng. Một việc như là một thói quen, cứ ngày ngày bà đều cho nó ăn. Có lẽ hôm nay không thấy bà, lại cũng chẳng được ăn cho nên nó sủa giống lên như vậy.
Ông trưởng xóm ngồi trước bàn uống nước, cái ly đã cạn từ lâu mà ông cũng chẳng còn tâm trí đâu để châm thêm nước. Cái căn nhà cấp 4 này là dấu tích rất rõ rệt vì sự cố gắng không ngừng của bà Lý cả đời tích cóp. Thế nhưng giờ đây, ông trưởng xóm có cảm giác rờn rợn, dù ngoài trời còn oi bức sau cả một ngày nắng nóng. Cái lạnh ấy không đến từ khung cửa tối tăm ở khu vườn trước, chẳng đến từ cái âm u trên mảnh sân phủ kín dàn thiên lý xanh mà nó đến từ trong linh cảm, từ một nơi xa xăm nào đó, chẳng phải chốn dương trần. Cái ốc trên tay ông kinh như vậy thi nhau nổi lên, cảm giác giống hệt như khi đứng trước một tang trường hay phải nhìn mặt một người mới chết. Cố che đi linh cảm chẳng lành, ông đưa mắt nhìn khuôn mặt bần thần của Lâm. Thôi cháu hả, tình hình bây giờ cứ tạm vậy đã. Đã nhờ đến công an này chắc cũng nhanh có kết quả thôi. Lâm thở dài bằng một dòng như có pha nước mắt. Vâng ạ. Nhưng cháu thì cháu lo lắm. Cháu chỉ sợ mẹ cháu bị làm sao. Lời hắn còn chưa dứt thì tiếng của con vàng đứng sau sủa lên, như là gặp một kẻ thù chuyển kiếp vậy. Ông trưởng xóm ngạc nhiên như tự hỏi. Sao cái con chó này nó sủa gì ghê vậy? Từ sáng đến giờ mày đã cho nó ăn gì chưa cháu? Trả lời ông trưởng xóm trong tiếng sủa ông đinh tai, Lâm lắc đầu nói. Người còn chẳng có gì bỏ bụng, huống hồ là con chó. Kệ nó đi chú hả? Mày kia cháu cho nó ăn riêng chứ con này hư lắm, nói không có được đâu. Ông trưởng xóm khét câu mày, thi thoảng ông cũng sang đây thăm bà cụ. Ông đã nhắn mặt con vàng và nếu trong nhà này có ai hư thì người đó chắc chắn phải là Lâm, chứ con chó kia nó ngoan mà khôn lắm. Chẳng biết nghĩ thế nào, ông trưởng xóm tiến ra sân rồi khẽ mắng. Vàng, im đi nào, không có sủa nữa. Con vật thông minh nhưng hiểu được tiếng người, nó quay đầu nhìn về ông, ánh mắt thấp thoáng tia sợ rồi lại ngoảnh đầu nhìn vào trong nhà, nơi đặt bàn uống nước. Nó sủa lên vài tiếng rồi cúp đuôi rũ mắt nằm xuống. Ông trưởng xóm tội nghiệp thở dài tiến đến vuốt ve đầu của con vật. Thằng Lâm cũng lùi đùi theo sau, hắn nói với giọng hầm dọa. Mày cứ liệu thần hồn đi vàng, rồi có ngày đó. Con chó trong nháy mắt chui toàn qua háng của ông trưởng xóm, nhe răng nhằm về phía của Lâm gầm gừ như đang đối diện với một thằng ăn trộm. Trong nháy mắt nó đổi sang một vẻ giận dữ khủng khiếp, viền mép thêm xì nhếch lên cao để lộ ra một hàm răng trắng ngần và cái lưỡi đỏ ngầu như máu, khiến cho Lâm kinh hãi vội lùi ra đằng xa. Ông trưởng xóm giật mình xoay người túm chặt lấy sợi xích không cho con vật sổ ra để cắn chủ. Nhưng mấy người trong sân lúc ấy hãi hùng kinh ngạc, chẳng hiểu Lâm đã làm gì con vật mà nó có ác cảm với gã nhiều như vậy. Mất một lúc lâu sau, người ta mới vỗ yên con vàng rồi mang nó ra sau bếp cột chặt vào một cái cột nhà, trước khi đám đông ấy lục tục kéo nhau ra về, bỏ lại căn nhà âm u chỉ có một người một chó. Về đến nhà, ông trưởng xóm cởi phanh mấy cái cúc áo, ngồi bệnh xuống tìm nhà hút thuốc lào. Vợ ông từ đằng sau đi đến rồi hỏi. Thế nào rồi ông? Đã có thông tin gì của bà Lũy chưa? Ông lắc đầu buồn bã rồi bảo. Chưa có. Cho người đi khắp xã rồi nhưng mà thằng Lâm nó báo lên cả công an. Chắc là phải đợi đến nay mai thì mới biết được bà ạ. Vợ của ông thở dài. Khổ thân bà cụ thật đấy. Mày chả hiểu bà cụ lẫn thân thế nào còn đi đâu được chứ. Người lẫn thì mới thế, chứ người bình thường sao phải lo. Bà khẽ chép miệng đổi sang một đề tài khác. Bà bình thường cứ tưởng cái thằng Lâm bất hiếu, thế mà không phải đâu. Tôi thấy nó khóc lóc mếu máo suốt từ sáng đấy. Ông trưởng xóm trầm ngâm. Kể ra thì cũng lạ thật đấy. Bình thường nó có đói hoài gì đến bà lão đâu. Hôm nay thì lại thấy thằng Lâm nó cứ khóc rũ ra, thế hình thương. Bà vợ ông lắc đầu rồi bảo. Còn vì chả cái, tôi thì tôi vẫn có ác cảm với thằng Lâm lắm. Ông trưởng xóm không nói gì, bà vợ cũng bỏ vào trong nhà, không quên dặn ông nhớ khóa cổng cẩn thận trước khi đi nằm. Trời thoang thoảng gió xa xa, ông nhìn thấy từng tia chớp chạy nhằng nhịt trong một đám mây, như báo trước cơn giông đang kéo đến giải nhiệt sau mấy ngày oi ả. Gió bắt đầu rít lên từng tiếng thê lương,
mang theo một luồng lạnh ẩm khiến cho ông trưởng xóm rùng mình. Rất nhanh mưa ào ào trút xuống, ông vội vàng chạy ra sân cài cổng lại rồi đứng dưới mái hiên. Còn đang rùng mình run lên vì rét, Trẻ Đông nghe thấy ngoài cổng có tiếng chó nhà ai chu lên từng hồi, vang xa đến rợn người. Theo phản xạ ông nhìn ra ngoài ngõ, trong bóng đêm thăm thẳm phủ trắng mưa xa, ông trông thấy đứng ngoài cổng nhà mình hình như có một người nào đó đang nhìn vào trong. Mà trời tối quá, ông không thể nào nom rõ mặt. Bỗng một tia chớp sáng loà rạch nát tầng không, kéo theo cả tiếng sấm kinh thiên động địa, soi mờ cảnh vật và soi tỏ khuôn mặt của người đang đứng lù lù trước cửa của nhà ông. Ông trưởng xóm chớp mắt bàng hoàng rồi kinh ngạc thốt lên: "Ơ kìa bà Lũy, có phải bà Lũy không?" Vừa nói ông vừa lao bổ ra ngoài sân, mà kề làn mưa rào đang ào ào như chút nước. Chưa đến cổng thì chợt lại có tiếng chớp sáng lòa. Trong khoảnh khắc, cái bóng đang đứng trước cổng nhà ông biến mất. Ông trưởng xóm ngỡ ngàng chôn chân giữa cơn mưa, bần thần nhìn qua những chấn sòng sắt đan thưa là màn đêm tối sẫm. Ngoài ngõ tiếng chó lại chu lên thê thiết, nhưng hình như mỗi lúc một xa dần, rồi cuối cùng biến mất vào khoảng không u tối. Đang kinh hãi chết chân tại chỗ, chợt có tiếng vợ của ông nói lớn: "Trời đất ơi, cái ông kia sao lại đứng dưới trời mưa vậy hả? Vào ngay đây không chết cảm bây giờ." Đúng lúc ấy thì ông trưởng xóm bần thần sực tỉnh. Ông hoàng hồn nhìn ra ngoài cổng, rồi lại thấy vợ của mình đang đứng ở dưới hiên. Bà vợ thấy chồng chưa chịu vào nhà, vội vàng xách cái ô chạy lại. Vừa đi bà vừa gắt nhẹ: "Cái ông này chứ, giờ hơi hay sao mà đứng dầm dưới mưa?" Ông không trả lời của bà mà cứ như vậy nhìn ra ngoài cổng. Bà vợ đưa mắt nhìn theo, nhưng dĩ nhiên ngoài đó chỉ là khoảng không gian tối tăm lạnh lùng, phủ trắng trời những hạt mưa đang ảo ạt rơi. Bà lúc này ngạc nhiên rồi hỏi: "Ông làm sao vậy? Có cái gì đâu mà ông nhìn?" Bây giờ ông mới trả lời: Tôi vừa thấy bà Lũy. Bà Lũy bà ấy đứng ngay ngoài cổng nhà mình đó." "Ô hay, thế sao ông không chạy ra giữ người ta lại bà ấy đâu?" Tôi không biết." "Không biết là không biết thế nào, người ta đâu phải biết chứ." Bà hơi khẽ gắt nhưng vẫn cứ lôi ông vào mái hiên vì cơn mưa đang càng lúc càng nặng hạt. Ông trưởng xóm trả lời: "Chỉ là nháy mắt thôi. Chỉ trong một cái nháy mắt thôi tôi đã không trông thấy bà ấy đâu cả." Vợ của ông cau mày nhăn mặt rồi đưa tay sờ trán của ông: "Lại nom gà hóa cuốc rồi. Mưa gió thế này bà Lũy có điên đi tìm chỗ chú trên lang thang trước cổng nhà mình làm cái gì? Tôi bảo ông rồi mà đọc báo đọc chí thì đeo cái kính vào chả nghe." Ông trưởng xóm gạt đi rồi nói: "Không, rõ ràng tôi trông thấy bà Lũy thật mà. Bà ấy đứng ngoài ngõ vịn tay vào cổng nhà mình, tóc tai rú rượi, mặt mũi lấm lem bê bết bùn đất, nhìn tôi nom buồn lắm." Vợ của ông thở dài: "Thôi ông ạ, làm gì có ai, chắc là ông nhìn nhầm thôi. Đấy, thôi chết rồi, chắn ông hồng hập rồi đây này." Vừa nói bà vừa đưa tay sờ lên đầu của ông. Ông cũng lặng đi như là sực nhớ ra điều gì, ông lại hỏi: Thế bà có nghe tiếng chó chu không?" Bà vợ lúc này liền lắc đầu: "Trời mưa to quá, tôi có nghe thấy cái gì đâu. Tôi nói rồi chắc ông tưởng tượng ra thôi. Ăn cơm nhà vác tù và hàng tẩm, chỉ chết chuyện thiên hạ mà thôi." Ông trưởng xóm lúc này bực mình, ông gạt tay của bà ra rồi mím môi bước vào trong nhà. Bà vợ chạy theo đưa cho ông cái khăn để ông lau người, rồi giục ông mau thay quần áo. Xong xuôi, ông không vào rừng nằm mà ngồi ngoài bàn uống nước để trầm ngâm nhớ lại giây phút khi mà ông trông thấy bà Lũy tay vịn ngoài cánh cầm. Người đàn bà tội nghiệp khuôn mặt xám xanh như tàu lá chuối, toàn thân ướt sũng nước mưa, nhưng trên quần áo đầu tóc ông trưởng xóm vẫn trông thấy rõ ràng những vệt bùn nâu dính bết. Nhưng mà nổi bật hơn là cả đôi mắt, một đôi mắt đục lời nhờ thường ngày hôm nay bỗng nhìn sáng quắc và sâu thẳm đến rợn người. Chỉ có điều trong đôi mắt ấy hiện lên một sự u uẩn xót xa, như là chất chứa vào nỗi đau thương uất ức. Ông trưởng xóm lắc đầu cố gạt đi ánh mắt để ám ảnh của người hàng xóm. Ông liền tự nhủ: Có khi vợ mình nói đúng,
Chẳng qua chỉ là ông tự tưởng tượng ra, chứ làm sao bà Lũy có mặt được ở đây. Người ta đã đi tìm bà ấy khắp nơi rồi đâu có thấy. Chép miệng một cái, ông trưởng xóm đứng lên, định bụng lúc này sẽ đi nằm vì trời đã quá khuya. Mưa cũng đã ngớt, chỉ còn những giọt xanh buồn tênh tí tách nhỏ xuống bậc thềm trước cửa. Ngày mai ông sẽ đích thân lên gặp trưởng công an xã, đó là đứa cháu họ của ông, để hỏi xem tình hình của nó thế nào, có thông tin gì của bà lão bất hạnh ấy chưa. Ông đứng lên toàn khép lại hai cánh cửa chính dẫn vào nhà, vì gió lùa hắt nước mưa vào khiến cho ông rùng mình vì lạnh. Nhưng mà vừa đứng dậy khỏi ghế, ông chợt giật mình kinh hãi, vì trong sân của nhà ông hiện ra một cái bóng vàng vàng lấp ló thò đầu từ sau cái hòn non bộ nhìn ông. Đấy là con chó vàng của nhà bà Lũy. Nó đang đứng sau hòn non bộ kê trên một cái đôn cao. Đầu của nó thò ra ngay chân trước phiến lên thành bể, còn hai chân sau thì đứng thẳng người. Kinh dị nhất là trên đầu của con vật có một chiếc nón mê. Giữa đêm đèn sâu thẳm, chỉ có tiếng gió mưa tí tách ngoài hè. Ông trưởng xóm thấy tim của mình như thắt lại, cổ họng nghẹn đắng không thốt được nên lời. Còn trước mặt của ông, con chó đã bước hẳn ra khỏi cái hòn non bộ. Nó đứng thẳng ngay chân, hai chân trước buông thõng, dưới cái nón mề rách dưới, đôi mắt của nó nhìn ông u sầu như chất chứa bao oán hận. Vừa trông thấy đôi mắt ấy, ông trưởng xóm đang ngã quỳ xuống nền nhà, bởi ông vừa nhận ra đó không phải là đôi mắt con chó, đó là một đôi mắt của người. Nó giống nghệt như mắt của bà Lũy đang nhìn ông từ ngoài cánh cầm. Cả đêm hôm ấy, ông trưởng xóm không dám ngủ, nằm trên giường nhưng trằn trọc suốt cả đêm. Vì hễ cứ nhắm mắt lại là đôi mắt người trên khuôn mặt chó lại hiện ra. Ông kinh hãi mở choàng mắt dậy thở hắt ra. Ông nhớ lại vừa rồi khi trông thấy con vàng ngoài sân. Sau khi định thần, ông cũng lao ra đuổi. Nhưng đúng lúc đó một tia chớp nháy lên, trong khoảnh khắc con chó vàng biến mất. Kể từ lúc đó, trong thâm tâm của ông đã mờ mờ cảm nhận được việc của bà hàng xóm bỗng nhiên mất tích có một điều gì đó uẩn khúc đằng sau. Cho nên khi trời vừa hừng sáng, ông thay quần áo cắp cái mũ cối, leo lên xe đạp ra trụ sở công an để hỏi chuyện. Tiếp ông là trưởng công an xã tên Huy, cũng là thằng cháu họ gọi ông bằng bác. Vừa thấy ông, Huy đã niềm nở. Bác à, có chuyện gì mà bác lên đây sớm vậy? Ông trưởng xóm gật đầu thay lời chào rồi mệt mỏi buông cái mũ cối. Tình hình các cháu có tin gì của bà Lũy chưa? Huy liền thở dài lắc đầu. Chưa bác ạ, cháu đã cho người bắn tin sang các xã lân cận, thế nhưng mà hình như là chưa có ai trông thấy bà ấy. Có thể là bà Lũy sang nhà họ hàng nào đó, hoặc đi bằng xe khách xe ôm, cho nên cháu cũng nhờ mấy anh em đến bến xe buýt để hỏi thêm thông tin. Ông trưởng xóm ầm mờ vuốt chòm râu rồi nói. Cháu đã điều tra thằng Lâm chưa? Con trai của bà Lũy à? Chúng cháu lấy tường trình thôi, sao vậy bác? Ông trưởng xóm nhìn Huy trầm ngâm trong giây lát rồi chép miệng. Bác thì bác chả có thành kiến gì với thằng Lâm. Thế nhưng cháu ạ, nó lạ lắm. Từ cái lúc mẹ nó mất tích đến giờ, cái biểu hiện của nó rất khác thường. Nó có bao giờ đoái hoài đến bà Lũy đâu. Thế mà mẹ nó mất tích, nó đã tá hỏa đi tìm, khóc lóc mếu máo. Cả cái xóm này ai chả biết nó từ lâu bỏ mặc mẹ nó ở nhà, còn vì chả cái. Huy chấm cằm mím môi ra chiều nghĩ ngợi, đoạn anh gật đầu. Như thế thì kể cũng lạ. Cháu sẽ lưu tâm đến cậu Lâm này. Để ý kỹ nó vào chứ bác thấy là nó không có ổn đâu. Cảm giác như có cái điều gì đó khuất tất lắm. Huy không nói, giờ bản tường trình của Lâm đặt trên bàn. Một lúc sau anh đưa mắt nhìn rồi nói. Thôi được rồi, cháu nhớ rồi. Nếu mà cần hỏi gì thêm cháu sẽ gọi bác. Mà bác cần gì thì alo cho cháu, khỏi phải lặn lội lên đây. Ông trưởng xóm thật ra thì còn định đề cập đến chuyện con chó vàng, nhưng chẳng biết nghĩ thế nào ông lại thôi. Thấy cháu có vẻ cũng bận, ông đứng lên rồi dắt xe ra về. Nhưng lúc đến gần cái ngõ rẽ vào nhà bà Lũy, không biết nghĩ ngợi thế nào, ông ngoặt tay lái rẽ vào. Đứng trước cổng, ông trưởng xóm gọi to. Lâm ơi, chưa ngủ dậy hay sao mà nhà cửa im lìm thế? Đáp lại ông chỉ có tiếng con vàng chu lên từng hồi thảm thiết, vọng lại từ phía sau nhà.
chứng tỏ suốt từ tối qua đến giờ Lâm vẫn xích nó ở đấy. Nghĩ đến con chó, ông lại rùng mình. Thế nhưng nhanh chóng ông gạt đi những suy nghĩ vẩn vơ trong óc. Bùng bảo với Dạ, làm gì có chuyện con chó đội nón mê. Mình chỉ thần hồn nát thần tính. Nghĩ bỗng ông lại gọi thêm một lần nữa, thế nhưng vẫn chẳng có ai ra mở cổng. Ngó đầu nhìn vào bên trong căn nhà cấp 4 hôm nay, trông có vẻ thênh thang đến độ lạnh người. Cảm giác như là chỉ sau mấy ngày thiếu bóng bà già, cái nhà này biến thành một căn nhà chết. Ngầm ngùa khắp nơi là tử khí vô trường. Tán cây xấu xòe rộng khắp mặt sân, Giàn Thiên Lý leo lên nóc mái, càng khiến cho căn nhà được một vẻ âm u. Bên trong nhà đóng cửa im lìm, chỉ có khung cửa sổ ở buồng của bà Lũy nằm ngày xưa là đang được mở ra. Ông trưởng xóm toan gọi thêm một lần nữa, thì có tiếng xe máy trùng xích lạch cạch cất lên là đằng sau lưng. Bác trưởng xóm. Ông quay lại nhìn thấy Lâm đang đèo sau yên xe máy là hai bao xi măng. Ông liền ngạc nhiên rồi hỏi. Mày làm cái gì mà đi mua xi măng sớm thế này? Lâm đứng trước cổng chép miệng rồi nói. Cháu đang định lắng lại cái sân bác ạ. Tôn cao thêm một chút rồi lắng xi măng cho nó dốc ra ngoài đường. Chứ sân của nhà cháu nó trũng quá. Lần nào mưa to y như rằng là linh láng như là cái ao. Ông trưởng xóm ngạc nhiên lắm, ông câu mày nghi hoặc. Mẹ mất tích chưa biết ở đâu, sao thằng Lâm nó lại mua xi măng về lắng sân? Nghĩ thì nghĩ như vậy, thế nhưng ông trưởng xóm không nói ra mồm, ông chỉ nói bâng quơ. Thế tình hình bà cụ sao rồi, có cái tin tức gì không? Lâm thở dài đáp. Chưa bác ạ, cháu cũng đang sốt hết cả ruột gan đây. Vừa nãy ai cháu định chạy lên công an xã, mà người ta cũng chưa có tin tức gì đâu bác. Ông trưởng xóm cau mày lại một lần nữa. Lâm nói dối ông để làm gì? Ông vừa mới từ công an xã về đây, nói chuyện với thằng cháu cả nửa giờ đồng hồ, đâu có thấy mặt Lâm. Càng nghĩ ông lại càng cảm thấy nghi ngờ những hành động của Lâm. Và lại càng lạ hơn khi Lâm không hề có ý định mời ông vào nhà uống nước, mặc dù hai người đã đứng bên ngoài cả 10 phút đồng hồ. Ông trưởng xóm chấp miệng toan bỏ về, thì trần từ sau nhà vọng lên tiếng chu thê thảm của con vàng. Tiếng rú ai oán học lên như thể nó đang bị ai chọc tiết. Trong âm thanh rùng rợn ấy, còn như cả có tiếng của người đang than khóc. Ông trưởng xóm kinh hãi giật bắn cả mình, theo phản xạ ông liền quay ngoắt lại. Thế nhưng đầm vào mắt của ông, giữa cánh cửa sổ khép hờ cửa buồng của bà Lũy, thấp thoáng hiện ra một bóng người. Ông trưởng xóm trố mắt túm lấy tay của Lâm, chỉ vào trong rồi kêu lớn. Ok, bà Lũy mẹ của mày về rồi hả Lâm? Lâm hoảng hốt. Đâu ạ? Mẹ cháu đâu? Cháu có thấy ai đâu ạ? Tao vừa thấy mẹ của mày lướt qua cửa sổ buồng ngủ cơ mà. Lâm lại càng tỏ ra kinh ngạc. Hắn nhìn ông trưởng xóm rồi vội vàng che chìa vào ổ khóa, bỏ luôn cái xe ở đầu ngõ rồi lao bổ vào bên trong. Ông trưởng xóm cũng nói gót chạy theo. Từ sau nhà tiếng của con vàng ngọc lên càng thống thiết. Nhưng giữa lúc cả hai người mở tung cánh cửa buồng của bà Lũy, thì bên trong lại chẳng có ai. Chỉ có 4 bức tường bao quanh một không gian tù mù ẩm thấp, vỏ vẻ mối ruồi và sàn nhà đầy rác rưởi. Thế nhưng lạnh buốt một cách dị thường. Bần thần đưa mắt nhìn khắp giang sơn bẩn thỉu và bệnh hoạn của người đàn bà bất hạnh. Ông trưởng xóm chợt thở hắt ra. Tiếng thở bị nhấn chìm trong tiếng chó chu man dài, như hóa cuồng như đang giận dữ. Quảng hai bao xi măng xuống nền nhà, Lâm đưa mắt nhìn bóng của ông trưởng xóm khuất dần sau rặng tre. Cái dáng giả nua có phần khắc khổ ấy nhắc cho hắn nhớ đến bà Lũy, người mẹ tâm thần bất ổn đang mất tích của mình. Rót nước vào cốc, Lâm ngửa cổ uống cạn một hơi. Bất giác hắn thấy gáy của mình gai gai, cảm giác y như thể có ai đó đang chầm chầm theo dõi. Quay đầu trông lại, cả căn nhà vẫn vắng lặng đến rợn người. Bình thường diện tích căn nhà vốn nhỏ, sao hôm nay Lâm thấy nó rộng thênh thang đến độ lạnh lẽo. Trong nhà chẳng có ai ngoài Lâm, nhưng bỗng hắn đưa mắt nhìn lên. Trên bàn tờ bức ảnh chân dung chụp ông bố của hắn như đang vừa quắc mắt nhìn. Ông chết cách đây cả mấy chục năm, từ lúc Lâm còn bé tí. Hắn chẳng có chút ký ức nào về bố.
Thế mà nay tự nhiên Lâm thấy luống cuống đến gai người. Hắn cúi gằm mặt không dám nhìn bức di ảnh trên bàn thờ, rồi nhanh chân lẩn ra ngoài. Ngoài trời lại mưa, nghe đài báo nói áp thấp nhiệt đới ngoài biển sẽ làm cho mưa đến cả tuần lễ. Mưa phùn buồn lê thê phủ mờ cảnh vật trong một màu xám ảm đạm u sầu. Ngoài con đường nhỏ trước nhà, những người bán hàng đang co cụm trong những lớp vải mưa, đầu đội nón lá hoặc chẳng có mũ nón gì cả, phơi mình và những thứ rau cỏ hổ đốn dưới những hạt mưa phùn rả rích. Lầm chớp chớp đôi mắt rồi hít vào một hơi thật sâu trước khi vòng ra sau nhà kiểm tra con chó. Trời mát mẻ như vậy đúng là một dịp vừa vặn để cho con vàng ăn riềng mẻ. Con vàng được bà Lũy mua về sau một buổi chợ phiên. Con chó rất khôn, nó đã gắn bó với mẹ của Lâm suốt một thời gian dài, là niềm an ủi của bà cụ mỗi khi cảm thấy cô đơn. Con vật dường như nghe hiểu được tiếng của người, cho nên thành ra cũng biết được ai tốt ai xấu. Nó thường xuyên quấn quýt bên cạnh của bà Lũy. Lúc rảnh rỗi chạy ra vườn sau nằm ngủ dưới một gốc cây khế già quen thuộc. Nhưng từ khi nó lớn, chưa bao giờ Lâm trông thấy con vàng quanh quẩn cạnh chân của mình. Có thể vì hồi nó còn nhỏ, Lâm đã mấy lần cầm que dọa đánh, cho nên nó tưởng không dám quấn quýt bên Lâm. Và bây giờ con vàng lại càng đổi tính. Từ lúc bà Lụy mất tích, mỗi lần trông thấy gã nó lại đứng sau lưng, nhà hàm răng gầm gừ đe dọa. Bà cụ già đi mất con chó cũng như thể hóa rồ, và đó cũng là lý do để Lâm nảy ra một ý định đánh bà cho con chó chết đi rồi làm thịt. Hắn nhủ thầm, chó mà toan cắn chủ, nuôi cái thứ phản phúc trong nhà, không sớm thì muộn nó cũng tợp cho mình một phát. Trở ra nhà sau, Lâm trông thấy con vàng đang thiêm thiếp ngủ, hình như nó đã mệt vì cả ngày hôm qua không ăn uống. Hắn biết rằng đây là thời cơ đã đến. Nhẹ nhàng tiến lại, một tay cầm thúng, tay kia nắm cái chày. Lâm định bụng khi đến đủ gần sẽ chụp cái thúng lên người của nó. Đấy có là cách người nhà quê vẫn làm để thịt chó. Cái thúng úp lên rồi người ta sẽ để hở ra một khoảng bé để con chó lách đầu chui ra. Vừa chui lọt, người ở bên trên sẽ đè cái thúng xuống chặn cổ con vật. Rồi cứ như vậy chỉ cần cúp một phát, ra cái chày vào đầu của nó thế là xong. Phần còn lại chỉ là lấy rơm thui vàng rồi xả thịt. Rón rén tiến lại gần, khoảng cách giữa Lâm và con chó mỗi lúc một gần. Hắn hít vào một hơi thật sâu, cái thúng trên tay cũng từ từ hạ xuống. Bất thình lình con vàng như bị ai đó đá cho một cái, nó choàng mở mắt kinh hoàng nhìn cái thúng đang từ từ ụp xuống đầu của mình. Cảnh tượng hãi hùng khiến con chó lập tức tỉnh táo. Nó dương mắt bước lùi lại đằng sau, học lên những âm thanh khủng khiếp. Rồi cứ như vậy nhe răng rướn người, đứng bằng hai chân sau, đè hai chân trước vào mặt thúng. Lầm cũng không ngờ con vật lại bất thần tỉnh lại. Hắn lấy sức ấn cái thúng xuống. Thế nhưng không hiểu sao con vàng lại khỏe như vậy. Khác càng ấn, lực đẩy của con vật lại càng mạnh, khiến cho cái đáy thúng lõm cả vào. Lầm nghiến răng rồi chửi. Con chó này mày nằm xuống ngay đây. Vừa nói Lâm vừa từ từ tiến lại, dùng sức ấn con vàng xuống, nhưng bất thình lình, Lâm thấy hẫng một cái. Cả người lẫn thúng đều lao bổ xuống hiên theo một phương ngang và lập tức, Lâm cảm thấy cổ chân của mình đau nhói. Hóa ra con chó đã lựa thế khi mà Lâm tiến lại gần. Dây xích trùng xuống, đủ khoảng cách để cho nó lách sang một bên. Tranh thủ lúc Lâm vội trượt, nó chỉ cần đứng bên cạnh, đầm cho Lâm một cái. Lâm ngã vật ra đất, cổ chân đau như xé, máu từ vết chảy ra đầm đìa trên nền gạch. Con vàng không hề dừng lại, nó sổ tới nhắm thẳng cổ họng của Lâm mà táp. Ngàn xưa chó đã được con người thuần hóa, từ giống sói hoang chó trở thành người bạn, thành tôi tớ, thành kẻ trung thành với con người. Cả chiều con chó trên đời chẳng mấy khi người ta nghe được tin chó đi cắn chủ. Nhưng con vàng lúc này như đã hóa rồ, hàm răng trắng gờn nhe ra, giữ sát vào mặt của Lâm. Những sợi xích không đủ dài, nó không làm sao cắn được. Cô nén cơn đau, Lâm lúc này nghiến răng bò lùi lại. Hắn viện tay vào tường đau đớn nhìn cổ chân và cây cú nhìn con vật.
Lâm nhặt lấy chiếc chày rồi cứ như vậy mỗi lần con vàng lao đến là một lần cây chày hạ xuống. Từng tiếng chày khô vang lên, máu từ đỉnh đầu của con vàng nhỏ xuống, thấm ướt cả bộ lông vàng óng như rơm. Máu thấm vào trong hai tròng mắt, nhộm đỏ đôi mắt hổ phách nâu vàng, khiến cái nhìn của con vật như mang đầy oán hận. Đứng trước đôi mắt man dở của giống súc sinh, Lâm dùng mình kinh sợ. Cái chày giá cua trên tay cũng run bắn lên theo từng nhịp thở. Hắn có cảm giác đứng trước mặt của hắn lúc này không phải con chó, không phải giống súc sinh bốn cẳng bỏ ngang, mà trong ánh mắt kia đang hóa thành ánh mắt của người. Ánh mắt của người trên khuôn mặt chó đang nhìn Lâm bằng một tia nhìn để uất hận. Lâm nuốt khan nước bọt, hắn run tay rồi nhưng con vật cũng đang đào đào. Sau mấy cú đập như trời giáng, cái sọ của con chó vỡ ra làm đôi. Đứng từ trên cao, Lâm có thể thấy rõ cả khối óc hồng hồng bên trong đang phập phồng thoi thóp. Nghiến răng kèn két như lấy lại sự tĩnh tâm, Lâm không nghĩ gì nhiều, trần trừng con mắt rồi nhất tề đập một cái cuối cùng. Đầu của con vàng nứt toác, óc vòi ra qua kẽ nứt trên đỉnh sọ. Nó không kêu một tiếng nào cả, dường như cái chết không phải là sự hành hạ mà chỉ là một sự giải thoát cho một kiếp súc sinh. Thế nhưng Lâm không dám nhìn vào đôi mắt ấy. Đôi mắt của con chó sau khi chết vẫn không hề khép. Nó mở trừng trừng lòng trắng vằn lên, máu thấm vào nhuộm đỏ ngần cả đôi mắt. Cả buổi sáng hôm ấy, Lâm tập trung làm thịt con vàng. Thịt chó vốn là một công việc cần nhiều nhân lực. Con chó không giống con gà, ít nhiều cũng đến hơn chục cân. Vần vả một mình quả là hơi nhọc sức. Nhưng chẳng hiểu sao Lâm lại không nhờ ai phụ giúp. Sợ hắn thịt chó cốt là để mời cơm những người giúp đỡ đã đi tìm mẹ cho mình. Ông trưởng xóm dĩ nhiên cũng có trong đám đông được mời đến nhà của Lâm uống rượu. Thế nhưng ông chỉ đến ngồi uống nước, nói dằm bạc câu chuyện rồi xin phép ra về. Mẹ mất tích sống chết chưa biết thế nào, con trai lại thịt luôn con chó bà mẹ nuôi để mà đãi cơm hàng xóm. Việc đấy ông thấy hơi bất nhẫn. Và lại ông cũng không muốn nán lại đây lâu, nhất là khi sáng nay lúc sang đây, ông đã trông thấy bà Lý xuất hiện trong căn buồng qua khung cửa sổ. Cảnh tượng diễn ra chỉ trong nháy mắt, nhưng ông trưởng xóm chẳng thể nào quên được. Qua khe cửa sổ trước gian buồng tăm tối và hôi hám của người đàn bà tâm thần bất ổn, ông đã thấy bà Lý hiện ra. Cái bóng đó đi lướt nhanh qua khung cửa sổ, khuôn mặt hướng ra ngoài như thể đi ngang. Và cũng y như đêm hôm qua, khuôn mặt của bà Lý lại hiện lên với một vẻ tiêu điều sơ xác. Mớ tóc rối bù dính bết vào nhau thành từng lọn. Trên đầu, trên mặt, trên khắp người của bà là bê bết những vết bùn nâu, tự hồ như bà Lý vừa mới chui lên từ một hố đất nào đó. Thế mà chỉ trong nháy mắt, khi ông và thằng Lâm chạy tới thì bóng người đó không còn nữa. Kể từ lúc chứng kiến sự kỳ dị ấy, ông cứ có cảm giác căn nhà này lạnh lẽo một cách bất thường. Hay nói đúng hơn là bùa vây căn nhà này dường như có một tấm màn vô hình vô ảnh ngăn cản sự sống đang sinh sôi nảy nở, khiến cho ngay cả cây lá trong vườn cũng đượm một vẻ âm u chết chóc. Hễ bước chân tới đây, lập tức ông cảm giác như bức bối và nặng nề. Ông trưởng xóm nhìn mặt của Lâm, đứa con trai đang mở tiệc cảm ơn những người đi tìm mẹ mình sau một ngày mất tích, mà chợt cảm thấy gai người. Vẻ xót xa đôi mắt đầm đìa nước ngày hôm qua không còn nữa, chỉ còn lại một vẻ hả hê thích thú hiện rõ rệt khi mà cơn say đã nung đỏ lớp da trên mặt. Giờ cứ như vậy, Lâm vô tư chăn húp liên tục xì xùm những thìa rượu mận, những gắp bún chấm mắm tôm. Hắn đã quên người mẹ của hắn rồi sao? Hay thật ra Lâm đã biết mẹ mình ở đâu cho nên mới có thể an tâm đánh chén? Ý nghĩ đó hiện ra làm trông trường xóm bất chợt thấy rùng mình. Giữa lúc đám thanh niên đang mải mê đánh chén, ông liền thở dài đứng dậy. Ông không muốn ngồi đây cùng chúng nó. Người ta mất tích có vui vẻ gì đâu để mà ăn uống nhậu nhẹt với nhau. Lang thang ra ngoài hiên, ông ngồi xuống với tay lấy cái ống điếu nhồi thuốc vào trong nó. Trời đã về chiều, mưa đã tạnh từ lâu, chỉ còn lại những giọt ranh nhỏ xuống đều đều từ mái ngói.
Ông trưởng xóm ngồi cạnh cái bao xi măng lâm khuân từ buổi sáng, nhìn ra xa những nếp nhà trong xóm đã lập lòe ánh điện. Khói bếp cuồn cuộn bốc lên len qua từng mái ngói, làng bàng vườn cao như là vẽ vào không khí những hình thù kỳ dị. Ông thần thơ nhìn trời, thuốc đã châm vào nõ điếu, thế nhưng tần ngần không muốn hút. Ông đang trầm ngâm nhớ lại từng chi tiết diễn ra từ lúc người ta báo tin cho ông bà Lũy bỏ đi, rồi những biến cố xảy ra trong đêm hôm qua, sáng hôm nay và những lời nói dối của Lâm về việc hắn lên trụ sở công an từ sáng sớm. Những ý nghĩ mênh mang trong óc khiến ông quên cả thời gian, cứ bần thần ngồi nhìn ngoài ngõ như là một người ngớ ngẩn. Chợt có tiếng chó ở vườn sau đột nhiên tru lên, khiến cho ông giật mình cau mày quát. Vàng, im đi, mày sủa cái gì thế? Nói xong ông giật mình ngơ ngác rồi đưa mắt nhìn vào gian trong. Đám thanh niên còn đang xì xụp chăn húp, kẻ uống người ăn. Dường như không ai chú ý đến tiếng chó đang tru lên từng hồi. Tiếng chó khiến cho ông nhớ đến con Vàng, và ban nãy ông đã buột miệng kêu tên như vậy. Nhưng con Vàng đã chết, nó đang nằm trong kia, đường chia ra theo từng đĩa. Có lẽ nhà bà Lũy lại có một con chó khác mà ông không biết hay sao? Tò mò, ông trưởng xóm chống tay đứng dậy, trông ra nhà sau, nơi mà những tiếng tru còn đang cất lên thảm thiết, hòa cùng đám chó trong xóm cũng bắt đầu tru lên. Giữa khung cảnh sáng tối đan xen, tiếng tru man dở bỗng hóa ra cực kỳ ghê sợ. Thế rồi con mừng, con vằn, con vện, cả đám chó trong xóm cứ như vậy ngọc lên từng tiếng ngắt quãng. Chẳng biết từ đâu một cảm giác rợn người ập đến, làm trong trường xóm thấy lạnh lạnh ở sống lưng. Lề xe ở cuối vườn chợt có tiếng ai đó đang lề bước. Ai vậy chứ? Ông thầm nghĩ rồi vội vàng đứng dậy. Thế nhưng mới men theo lối nhỏ bên nông được vài bước, ông trưởng xóm đã rùng mình chết đứng. Bởi đứng trước mặt của ông lúc này là một cái bóng gầy gầy tiểu tụy, lưng hơi còng, dáng người lom dom, gương mặt lúc nào cũng đục ngầu não nề. Dường đôi mắt đục ngầu não nề nhìn ông như trách móc. Ông thấy mồm của mình khô đắng, cổ họng chợt cuộn lên như sắp đẩy cả thức ăn ra ngoài. Đôi chân của ông bồn rồn như đang gánh vật gì quá nặng, tựa hồ sắp rã rời ra để cho ông ngã nhào xuống đất. Bởi cái hình dung kia, cái con người đang đứng lẫn trong những tàu lá chuối chính là bà Lũy. Ông trưởng xóm má khẩu muốn kêu lên, thế nhưng tiếng hét không bật được ra ngoài. Trước mặt của ông, bà lão đang lệt xệt, lê đôi chân và toàn thân lấm lem để bùn đất. Bà đang từ từ tiến lại. Lão đang lầm nhầm một điều gì qua hai bờ môi be bét bã trầu và một hàm răng vàng như nghệ. Ông ơi! Ông trưởng thôn ơi! Ông rùng mình, chân tay rã rời, hai mắt lạc thần, nước mắt đang ẩn ực dâng lên. Ông trưởng thôn ơi! Nó giết tôi! Thằng Lâm nó giết tôi! Tim của ông như thắt lại, tựa hồ như một nỗi xót xa trào dâng trong lòng, ngăn nhịp điều hòa hô hấp. Ông kinh hãi nhìn thấy bóng ma của bà lão đến sát bên mình, giờ cánh tay gầy guộc như khúc củi, những khớp xương nổi lên vì suy dinh dưỡng và thân thể bê bết bùn đất. Ngày xưa nó đẩy cho tôi ngã vỡ đầu, để tôi trở thành người điên dại, rồi bây giờ nó giết tôi. Nó giết tôi, ông trưởng thôn ơi! Những lời cuối cùng bà lão rít lên như giận dữ. Ông kinh hãi bước lùi vội về đằng sau, thì bất chợt có một bàn tay nắm vai của ông rồi giật lên lia lịa. Ông kinh sợ đến mức gần như tắt thở, rút lên một tiếng thất thanh, khiến cho người đằng sau cũng giật mình. Ôi dồi ôi, bác làm sao vậy? Bác dây đây làm cái gì thế? Hóa ra đấy là Lâm, thằng con trai vừa bị chính mẹ của mình hiện về để tố tội. Khuôn mặt của Lâm chẳng mảy may nghĩ ngợi đến người đàn bà sinh ra hắn. Sự xót xa, những dòng nước mắt có rơi trên khuôn mặt ấy, có chăng đều chỉ là một sự dối lừa, một màn kịch được Lâm dựng nên để che giấu đi tội ác mà hắn thực hiện. Ông trưởng thôn nhìn mặt của Lâm, hắn đang tỏ ra lo lắng. Hắn lo lắng điều gì thì ông không biết, thế nhưng ông không muốn bị Lâm nghi ngờ vì mình lại có mặt ở đây. Nhất là khi căn nhà này chính là hiện trường của tội ác.
Nghĩ vậy ông đặt tay lên ngực, cố lấy lại bình tĩnh. Ông quay đầu nhìn lại, thế nhưng bóng ma đã biến đi, không còn lệt xệt trong vườn chuối. Lắc đầu, ông liền bảo Lâm: Thảo đang định đi giải. Đi giải á? Sao bác không đi nhà vệ sinh ra vườn làm cái gì? Mà sao cháu gọi bác không có trả lời? Tại tao già rồi tao nghếch ngãng, nhiều khi phải hét vào bên tai đó. Thế mày ăn xong rồi đi hả? Chưa. Nhưng mà anh em chúng nó bảo cháu mời bác vô uống rượu. Thôi, cho mày ngồi với nhau đi. Tao đi mưa xong giờ thấy người của mình hâm hấp sốt đây này. Thôi nha, bảo chúng nó cứ ăn đi. Tao đi về tao nghỉ ngơi cái đã. Dứt lời, ông trưởng xóm vòng ra sau người của Lâm rồi lầm lỗi bước đi. Lúc đến gần hai cái bao xi măng, ông bất giác dừng lại nhìn vào hai bao xi măng và nhìn ra mảnh sân trước mặt đang chìm nghỉm vào một màu đen tối. Tối hôm ấy ở nhà ông trưởng thôn, vợ của ông có việc phải về bên ngoài, chỉ còn mỗi mình ông ở nhà. Đàn ông một thân một mình, trời mưa gió cho nên ông chẳng màng cơm nước. Xuống bếp lục lọi một lúc rửa nháo nhào ngay củ khoai lang rồi ném vào trong nồi để luộc. Còn đang thẫn thờ ngồi nhìn nồi khoai thì bất chợt ông trưởng thôn giật mình nghiêng đầu lắng tai nghe. Vì ở ngoài sân hình như có tiếng lẹt xẹt bước đi rất chậm. Tiếng bước chân chậm chậm lẹt xẹt đều đều cất lên như xoáy vào tai của ông, làm trông cảm thấy lạ. Ngồi trong bếp ông nói vọng ra: À, bà về rồi đấy hả? À, sao đi nhanh thế? Tưởng ở bên nhà có việc gì cơ mà. Lời ông vừa dứt thì tiếng bước chân không còn. Nhưng ông nói cả câu mà chẳng thấy bà trả lời. Tò mò ông ngoái cổ lại trông, khoảnh sân đất con đã lẫn vào không gian tờ mờ trắng xóa những hạt mưa. Ông nheo mắt lại dưới bóng của một gốc cây sau vườn. Ông thấy lầm đuối một bóng người gầy gò tiều tụy, lưng hơi còng, dáng người lom khom mặc áo vải nâu, thất ẩn thoát hiện sau những tàu lá chuối xanh khúc cồi mà ông dùng để cười lò trên tay ông lục cục rơi xuống đất. Ông trưởng thôn bàng hoàng đứng vụt lên, lao ra ngoài cửa, run rẩy bằng một giọng nói như sắp đứt hơi: Bà Lũy, bà ơi, bà sống khôn thác thiêng. Lời còn chưa dứt ông đã khựng lại vì cái bóng người kia không còn ở đó. Ngoài vườn chỉ còn những tàu lá chuối âm thầm đung đưa theo gió. Ông trưởng thôn trố mắt ra chớp mấy cái rồi đưa tay lên rụi. Trước mắt của ông vẫn chỉ là có những chuyển động âm thầm của bóng tối như nói cho ông biết về những bí mật rợn người đang diễn ra trên mảnh đất này cần phải có người khám phá. Bần thần như một kẻ mất hồn, ông trưởng xóm cứ như vậy lững thững đội mưa bước vào vườn chuối. Thế nhưng lạ quá, ông chỉ nhấc chân đi được vài bước thì toàn thân của ông khựng lại. Hai chân đột nhiên mềm nhũn, đầu gối của ông run lên lẩy bẩy như trực ngã. Cảm giác như có một luồng điện vừa chạy dọc sống lưng khiến cho toàn thân của ông lạnh toát. Tựa hồ như là một sợi dây trói ghì chân của ông lại, không để cho ông đuổi theo chiếc bóng. Nhưng bần thần từ vườn chuối sau nhà, lẫn trong tiếng gió thổi lá cây xào xạc, ông trưởng thôn văng vẳng nghe tiếng vang lên khi có tiếng ai đó khóc ai oán, nức nở từng hồi, lúc như thật gần khi lại thật xa. Nghe tiếng khóc náo nề, ông còn không thấy sợ mà chỉ thấy đau lòng cho một kiếp người vất vả sớm hôm, hết lòng vì con mà nhận lại cái kết đau lòng chua xót. Bà Lũy ơi, bà sống khôn thác thiêng, bà hiện về chỉ tôi chỗ nó giấu xác của bà. Tôi sẽ báo lên chính quyền để người ta đòi lại công lý cho bà nhé. Ông dứt lời thì tiếng khóc lại càng nức nở hơn, như thể nó không vọng lại từ vườn chuối mà ngay sát bên tai của ông. Ông buồn rầu nhìn khung cảnh sáng tối đan xen, tiếng khóc thê lương não ruột đến độ lạnh người, cất lên ai oán chẳng khác nào tiếng nhạc cầu hồn tiến người về với đất. Ông trưởng thôn thấy không sợ mà cũng bất giác dùng mình á khẩu chết chân, đưa mắt nhìn quanh không gian mờ tối. Giữa giang sơn lạnh lẽo, mưa hắt ào ào, thế nhưng ông chỉ nghe thấy có tiếng khóc than ngày một vang xa, gần như là rú lên từng chập ghê người. Quyện với tiếng gió âm u trời thốc xuống và cả tiếng chó chu thê thảm thất thanh vọng về từ những gia đình lân cận.
Từ trên nền trời đen kịt có một cái bóng trắng vừa bay vút lên sau vườn chuối, trao nghiêng rồi đậu xuống mái nhà ngay trên đầu của ông, kêu thét lên những tiếng đầy kinh người. Ông trưởng thôn hãi hùng ngước mắt trông lên rồi bàng hoàng nhận ra đó là một con chim lợn. Sự xuất hiện của loại ác điều ấy đối với những người dân quê đồng bằng Bắc Bộ chẳng khác nào một lời nguyền. Nó cứ kêu lên từng tiếng thất thanh như là lũ lợn trước khi bị lôi ra chọc tiết. Đầu của ông quay cuồng như búa bổ, đôi chân dán chặt dưới nền sân, không làm sao có thể nhấc lên được. Ông rùng mình tái mặt thất kinh, hơi thở vốn đã bị nén trong lồng ngực, lúc này lại càng như tắc nghẹn. Ông thấy mắt của mình mở đi, mọi vật xóa nhòa, bên tai của ông những tiếng chim lợn, tiếng chó kêu, tiếng người đàn bà rít lên than khóc, hình như vừa hòa với nhau rồi thình lình đổi ra tiếng nói. Tôi ở sau vườn, nó chôn xác tôi cùng với đầu con chó. Ông thấy cổ họng của mình bỗng nhiên nghẹt ứ, rồi cứ như vậy ông trưởng thôn ngã vật ra, đập mạnh xuống nền sân rồi ngất lịm. Chẳng biết mình đã thiếp đi được bao lâu, nhưng khi tỉnh lại ông thấy mình nước đã linh láng khắp nơi, nước tràn vào mũi khiến cho ông giật mình mở mắt. Toàn thân của ông run lên vì lạnh. Không cảnh đêm đen mù mịt âm u không một tiếng người, chỉ có tiếng nước chảy từ nơi cao dồn về, những cầu cống quanh làng dốc xách. Tiếng những hạt mưa giả dích cuối cùng, những giọt xanh nhỏ xuống lộp độp buồn tênh. Lồm cồm ngồi dậy, ông đưa mắt nhìn sang mấy căn nhà lân cận, tất cả đều đã tắt đèn, nên ông đoán giờ này chắc cũng đã khuya. Dùng mình nhớ lại toàn bộ biến cố vừa rồi, ông quay ngoắt sang bên dõi ánh nhìn vào khu vườn chuối âm u rậm rạp. Trời đã quá khuya, ánh trăng thượng tuần đã khuất sau những rặng mây đen, khiến cho cảnh vật như nhuốm một màu u tối. Màn vườn chuối lặng ngắt như tờ, những tàu lá khẽ rủ xuống như những cờ phướn tang. Bao nhiêu hình dung ám ảnh cũng chợt hiện lên trong tâm trí. Ông lạy bày với lấy bó hương đặt trên bàn thờ, rút ra ba nén rồi vừa run rẩy châm lửa, vừa ngước mặt lên bàn thờ. Trong bóng đêm thăm thẳm lạnh lẽo đến gai người, mùi hương trầm bốc lên xua tan đi cái lạnh mà còn khiến cảnh vật như nhuốm một màu tang. Bần thần nhìn quanh không gian tối sẫm, ông trưởng xóm hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu lẩm nhẩm những lời khấn nguyện như có phà nước mắt. Trước mỗi cơn tệ ách, dù người có cứng vía đến đâu thì vẫn luôn phải tìm đến những sự giúp đỡ, sự che chở của những thế lực vô hình vô ảnh, như là một bến đỗ, một chỗ dựa tinh thần. Nam mô A Di Đà Phật. Con cầu trời khấn Phật, con xin các cụ, các ông, các bà sống khôn thác thiên phù hộ độ trì cho gia đình con. Bà Lũy ơi, bà sống khôn thác thiên, xin bà chứng giám cho lòng của tôi. Bà có bao nhiêu oan trái tôi cũng xin dốc lòng để làm rõ trả lại công bằng cho bà. Lời khấn vừa dứt từ đằng xa, một đàn quạ bất chợt bay vụt lên từ rặng tre, kêu lên những tiếng lạnh lùng thê thảm. Luồng gió từ đâu bỗng ào ào kéo đến, hất tung cánh cửa sau lưng của ông, thổi tắt mấy ngọn nến đang thắp trên bàn thờ, khiến cả gian nhà lại chìm trong bóng tối. Ông hoảng hốt lùi từng bước về đằng sau, cánh cửa bị gió lùa cứ đập lên nầm mầm như giận dữ. Trên bàn thờ ba que hương vừa thắp chợt bùng lên, đống lửa xanh leo lét như là lửa ma chơi, tỏa ra từ khắp không gian tựa ánh sáng lạnh người tà dị. Ông trưởng thôn tái mặt không còn hột máu, ông quay người chạy đến bàn thờ. Trên những cơn gió thổi qua các khe liếp rít lên từng hồi, từ vườn chuối sau nhà văng vẳng vọng về tiếng khóc ai oán thê lương vang lên giữa khung cảnh ma quái, càng khiến cho căn nhà trở nên rùng rợn. Thế nhưng cơn gió bỗng dừng lại, cánh cửa từ từ khép lại, tiếng bàn lệ cú kêu lên đầy ghê sợ. Bát hương đang bùng cháy bỗng nhiên tắt lịm và những ngọn nến trên bàn thờ bừng sáng lên. Ông trưởng thôn tái mặt nhìn hương án, run lên vì kinh sợ, tay đặt lên ngực như kìm nén cơn hoảng loạn. Bỗng lúc ấy cánh cửa bật mở tung, ông trưởng thôn giật mình hét lên kinh hãi. Nhưng đó là bà vợ của ông, mới từ bên ngoài cũng giật mình bước vào, đánh rơi cái giỏ tre đựng đầy măng sắn. Ô hay, cái gì thế này? Cái gì mà hét ầm lên thế?
Sao khuya thế này ông không còn ngủ còn đứng đây làm cái gì? Bà ơi, tôi lại cứ tưởng là ma. Bà ngẩn người nghe câu chuyện của chồng kể. Vai của bà run lên, bàn tay lầy bầy vội vàng rút ba que nhang, toàn cắm vào bát hương nhưng dừng lại. Bà định bụng sẽ ở lại bên đằng ngoài đến sáng mai. Thế nhưng may quá có người tài xế là chỗ quen biết cho nên cho bà quá giang. Mới về đến nhà thấy ông trưởng thôn đang trong tình trạng vừa rồi. Nghe ông kể bà sợ lắm, thế nhưng vẫn bán tín bán nghi bà bảo chồng. Nếu mà thực sự trông thấy như thế, chắc mười mươi là thằng Lâm có dính dáng đến chuyện của bà Lũy mất tích rồi ông ạ. Ông trưởng thôn thở ngắt ra rồi đáp. Tôi thì tôi nghi ngay từ đầu cơ. Thế nhưng mà mình không dám nói, vì vẫn sợ là sẽ nghi oan cho nó. Nếu mà như thế thật thì nhà mình lại thành dở hơi. Thế bây giờ ông tính sao? Mày đi báo công an chứ. Ông bảo cái thằng Huy đó, kiểu gì nó trả cho người bắt thằng Lâm vào tù. Cái bà này, bà buồn cười thật đấy. Luật pháp chứ có phải trò trẻ con đâu mà muốn bắt ai thì bắt. Tôi đã nói với thằng Huy, thế nhưng nó cũng bảo là chúng nó cần bằng chứng mới tố tội mới bắt giữ được. Công an ai lại đi tin mấy cái chuyện mộng mị. Bà ngồi bên cạnh đưa tay lên gãi đầu, đoàn bà vỗ vai rồi bảo. Thôi, khuya rồi đó có gì sáng mai. Sáng mai rồi mình tính. Chứ bây giờ ông không ngủ chả đủ tỉnh táo làm cái gì đâu. Ông khẽ thở dài đứng dậy, bất giác ông quay mặt ra ngoài cầm. Hình như xa xa ngoài ngõ vừa có tiếng chó chu từng hồi thảm thiết. Trời lại mưa to, chưa năm nào mà trời đổ xuống trên đầu của người ta nhiều nước như vậy. Cả làng ai cũng sợ vỡ đê. Mưa ào ào từng trận, mưa thối đất thối đường, hết trận này sang trận khác. Nước lênh láng khắp làng, nước chăn chi bờ bãi hồ ao, rồi đổ ra ngoài đường. Cá tôm lội bị bõm giữa những chân người, dồn đất đen xì to bằng ngón út nổi lềnh bềnh, dập dềnh theo đà sóng. Mực nước cứ như vậy lên cao dần, cao trông thấy. Ở ngoài bãi đất sau nhà, nước đã lên đến lưng chừng những gốc tre, bám vào cả bèo nhật, cả rong rêu rồi bọt xác. Thứ này bám vào bên trong phút chốc rồi nước lại lôi đi. Nước như những mũi dùi xoắn vào nhau, đánh óc ách vào nắm đất. Nước dầm dần liếm mãi vào khe những mảng đất, làm cho nó mùn ra, rồi nó lở thành những cục con là tà rơi ra từng chút. Qua nửa đêm nước tràn qua khò đất, ngập đến lưng chừng thân tre. Gió hiu hiu thổi, bụi tre cót két rít lên như người ta nghiến răng. Những lá vàng rào rào bay xuống, bám vào những cành bên dưới ủ rũ xác xơ. Lúc nào xong cũng dập dờn làm ải đất gò mới đắp. Hòn to không mấy chốc thành hòn nhỏ chẳng mấy chốc mà đất chẳng còn gì. Cái gò đất bị vẹt dần rồi không còn cao hơn mặt đất. Chẳng bao lâu tự nhiên ở dưới lại đổ lên một tầng đất mới. Tầng đất này mỗi lúc một chút bị sóng sánh, bị nước ải rồi lại bị cuốn đi. Và cứ như vậy hết tầng này đến tầng khác, đất dưới nhô lên mãi, cho nước ải vào rồi cuốn đi. Rồi ục một tiếng manh chiếu rách nổi lên, trời bỗng ngùng một tiếng sấm rạch nát tầng không, mưa ngừng lại. Hai vợ chồng trưởng thôn giục nhau đi ngủ, thế nhưng cả hai nằm trằn trọc mãi. Đã định cố ngủ một giấc cho lại sức, thì từ ngoài cổng hàng loạt có tiếng bước chân dồn dập nối đuôi nhau. Rồi tiếng người hò hét kêu vang tên ông trưởng xóm, khiến hai vợ chồng giật mình ngồi nhổm dậy. Tiếng người láo nháo đến sát gần cổng, ông trưởng xóm vội vàng xỏ dép, lao ra ngoài. Trong buổi sớm mở sương, cả nhà của ông trưởng xóm cũng nghe rõ. Bác trưởng thôn, bác ơi, gia đình ngay xem. Rồi một người khác dòng thanh niên nói lớn hơn, cố tình để cho vợ chồng ông nghe được. Ông bà trưởng xóm ơi, dậy đi, có cái chuyện gấp lắm. Cả nhà còn đang túng tụng ngoài sân, chẳng ai hiểu chuyện gì vừa xảy ra, mà cả làng lại kéo nhau đến gọi cửa nhà ông lúc tờ mờ sáng. Bỗng nhiên có một bóng người nhảy qua tường rào bật vào trong sân. Theo sau lố nhố là 4-5 cái đầu già có trẻ có. Người nhảy vào trong sân là một cậu thanh niên quen mặt. Cậu ta liền hoảng hốt. Bác ơi, bác ra ngay nhà thằng Lâm đi, người ta tìm thấy bà Lũy rồi. Ông trưởng thôn trợn mắt nhìn gã thanh niên đang lắp bắp nói không thành tiếng.
rồi lại quay sang nhìn mặt vợ mình đang tái nhợt đứng dưới hiên. Thấy ở đâu? Chúng mày thấy bà ấy ở đâu? Ở sau vườn chỗ bụi tre bác ạ. Đêm qua mưa to, bọn cháu nghĩ ếch nhái nó nhiều cho nên rủ nhau đi bắt. Đến gần sáng lúc qua vườn nhà thằng Lâm đó, bọn cháu thấy có cánh tay người từ dưới đất thò lên. Quả thật chuyện không ai ngờ, đám thanh niên lúc ấy còn nghĩ mình hoa mắt. Thằng này đẩy thằng kia rồi cuối cùng cả lũ cùng chui qua bờ dậu, nhảy vào vườn của nhà bà Lũy. Dưới bụi tre mặt đất mới mềm tơi lún xuống sau cơn mưa lớn đêm qua. Có lẽ nước tràn về mau đất lại xốp, cho nên nước chui xuống dưới rồi cứ như vậy đội lên cái xác đang trưng phình. Nhìn cánh tay của người chết thâm đen, ai nấy đều kinh sợ, nhưng trong đám thanh niên lại có một thằng đàn em của một công an. Gã gọi cho anh trai, chưa đến 10 phút sau, công an xã ập vào nhà bà Lũy. Lâm còn đang say rượu nằm ngủ như chết, người ta vực hắn dậy rồi đưa hắn đến bên cạnh cho cánh tay của người đội đất chui lên. Cuộc khai quật diễn ra và kết thúc lúc trời còn chưa sáng rõ. Người ta đào lên được bà cụ già mất tích sang ngày thứ ba. Nhưng khi bới lên, cái xác đã phân hủy nặng. Hóa ra Lâm đã giết chết mẹ ruột của mình. Hắn đã bóp cổ chết bà lão từ gần tuần nay. Thế nhưng mãi đến hôm kia mới đi hô hoán làng xóm để mà chắc chắn mình có bằng chứng ngoại phạm, phòng trường hợp bị công an tra xét. Trong quá trình điều tra xét hỏi, Lâm thừa nhận chính hắn trước đây cũng đã có ý định giết bà Lũy khi đẩy bà ở vườn rồi bỏ đi. Quay trở lại vào sáng hôm sau vờ hô hoán người làng, nhưng khi đó bà lão không chết mà trở thành người ngẩn ngơ. Mặc dù vậy, bà vẫn biết Lâm là kẻ từng cố ý định sát hại mình, cho nên luôn giữ con chó vàng bên cạnh để làm người bảo vệ. Có điều cuối cùng, cái nhẫn tâm và sự tàn bạo vẫn của một con người vẫn có cơ hội xảy ra. Đứa con bất hiếu đã nhẫn tâm giết chết mẹ ruột của mình, và sau này là con chó trung thành mà bà nuôi từ khi nó còn nhỏ. Người ta chắc mầm Lâm sẽ chịu án tử hình. Thế nhưng không ai ngờ được rằng hắn lại không thể sống qua nổi thời gian điều tra tố tụng, bởi vết cắn của con vàng ở chân khiến cho Lâm mắc bệnh. Đó không phải là bệnh dại mà lại giống như một chứng bệnh nhiễm trùng. Chân của Lâm bị hoại tử, vết răng cắn rách thịt cứ như vậy lan rộng, ăn dần lên đầu gối rồi lên đến cả đùi. Cuối cùng nhiễm trùng ăn vào máu. Những ngày cuối đời của Lâm là những giây phút đau đớn không sao kể xiết. Âu thì đó cũng là định mệnh của kẻ bất hiếu sát nhân đã nhẫn tâm hai lần ra tay định giết hại chính mẹ ruột của mình. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.